Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Quản trị hội thánh chăm chỉ nương trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 22 câu 13. Kẻ biếng nhác nói: có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Câu hỏi suy gẫm: kẻ biếng nhác đưa ra lý do gì để từ chối làm việc? Ngày nay, một cơ đốc nhân có thể đưa ra những lý do nào để khước từ dự phần trong công việc Chúa? Theo quý vị, sự chăm chỉ và nỗ lực có những vai trò nào trong việc quản trị hội thánh? Kính thưa quý vị, có con sư tử ở ngoài đó có lẽ là lý do hài hước nhất một người có thể nghĩ ra, vì không thể có sư tử nào vồ người tại bất kỳ thành nào của Israel. Có thể nói, tưởng tượng ra những khó khăn là niềm vui thích của người lười biếng. Kẻ biếng nhác cũng thường là kẻ hèn nhát. Người ấy không hứng thú với công việc của mình, nên luôn tự lừa dối, bịa ra một lý do huyễn hoặc nào đó để che đậy việc không làm tròn bổn phận. Thật mỉa mai khi kẻ biếng nhác sợ bị giết bên ngoài, một nỗi sợ không thật, nhưng lại sẵn sàng sống một cuộc đời vô ích. Đó mới là bị giết chết từ bên trong, một tai họa thực sự. Sự lười biếng ở đây cũng có thể áp dụng trong sự hầu việc Chúa. Nhiều người đã sống một cuộc đời vô ích vì sợ những con sư tử vô hình, như sợ mệt, sợ mất thời gian, sợ người ta nói, sợ rắc rối, sợ phiền, sợ không có khả năng, sợ thất bại, vân vân. Những con sư tử đó không giết chết chúng ta, nhưng sự từ chối hầu việc Chúa như vậy sẽ giết chết chúng ta. Đó là sự cay đắng cứ ở trong lòng, sự xét đoán người khác ngày càng tăng, sự lạnh nhạt càng lâu trong công việc Chúa và trong mối thông công với anh chị em sẽ càng khiến chúng ta khó quay trở lại. Có những mối đe dọa có thật, như các thám tử đi do thám xứ Canaan trở về. Họ khiếp sợ dân cao lớn dền dàng, khó đánh thắng. Riêng ông Caleb cũng thấy những gì các thám tử kia thấy, nhưng ông đã nói, chúng ta thắng hơn được. Dân Số Ký chương 13, câu 30 đến câu 33. Các thám tử kia quên Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép đem họ ra khỏi Ai Cập và ban cho họ xứ Canaan, nên họ nhìn và suy luận mọi việc trong suy nghĩ của người không biết Chúa. Nhiều người đã trải qua những thất bại trong quá khứ hoặc những khó khăn trong chức vụ. Những con sư tử là có thật. Tuy nhiên, đừng quên rằng Đức Chúa Trời của chúng ta cũng có thật. Ngài đang tế trị mọi sự và là đấng đồng hành với chúng ta khi chúng ta bước đi theo sự kêu gọi của Ngài. Trong việc quản trị hội thánh, điều quan trọng là chúng ta cần khích lệ nhau. Cho dù có nan đề hay không có nan đề, chúng ta vẫn cứ hết lòng vâng theo ý muốn Chúa, chăm chỉ và nỗ lực làm theo lời Ngài và vững tin nơi quyền năng của Chúa để góp phần gây dựng và phát triển nước Chúa trên đất, giúp nhiều người thấy Chúa, biết Chúa và tin nhận Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp cho con trung tín với những công tác Chúa giao, hết lòng trong sự phục vụ Chúa và anh em. Xin Chúa cho trong những hoàn cảnh khó khăn, con càng nương tựa nơi quyền năng Chúa càng hơn, để cứ bước tới với Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có nỗ lực và chăm chỉ với những công việc Chúa giao không? Dù cho gặp những nan đề, vẫn luôn chăm chỉ chẳng nề khó khăn,
vững tin nơi Chúa quyền năng, gây dựng nước Chúa lòng hằng thỏa vui. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.